sao không? Làm sao không? Sao không anh? Nó vào đâu? Nó vào sau này anh à. Thế á? Thế làm sao không? Nó đánh sao? Nhiều quá, em thì không sao, không cả nó đánh mặt em thôi. Nhưng mà nó vào đâu rồi nó chạy ra? Nó vào sau này anh à. Anh đi một cái là nó phi nó đánh em luôn. Ông cứ đứng đây đợi đi. Tao đây. Mày gọi anh tao đây. Thì mày, làm sao? Mày thích gọi ông? Mày thích gọi ông hả? Mày thích gọi ông hả? Mày thích gọi ông hả? Bây giờ nhá, anh em mình có khi anh em mình phải trình báo lên công an thôi. Vâng. Anh đang đi lửa đường, anh đang lên gần tới công an rồi thì chúng mày gọi điện cho anh cái anh còn về luôn. Sao không anh? Nó vào đây, bố con thì nó vào đây em thôi anh ạ. Thế chứ nó lấp vào đâu? Nó lấp vào sau này anh ạ. Thế á? Thế làm sao không? Nó đánh vào sau nhiều quá, em thì không sao, không cả nó đánh vào mặt em thôi. Nhưng mà nó lấp vào đâu rồi nó chạy ra? Nó lấp vào sau này anh ạ. Anh đi một cái là nó phi nó đánh em luôn. Cả hai bố con thì nó... Có thương không? Có, có thương luôn anh ạ. Xem là người nữa làm sao không? Nó lấy cái gì đánh hay là nó đấm? Nó đấm anh ạ. Nó đấm anh ạ. Tí biết là người rồi đấy. Xem nào anh, xem sao. Tí biết cái lưng rồi này. Ui, bỏ hết luôn rồi. Đấy mày xem là bố mày đấy, con chị mày đấy. Cạc thà có thư đúng không? Vâng. Vâng. Thế sao nó lắp vào đây mà anh em mình cho biết nhở? Anh tìm hết đầu kia. Lắp đây á? Vâng, lắp vào sau này này. Anh đi một cái là quy hàng xuống đánh nhau luôn. Thế bây giờ thằng Vang chị Thư chạy đi đâu anh biết không? Cả đi cùng bố mày chạy đi, tao biết là sao được. Vừa chạy rồi à? Vâng. Rồi. Cay thật đấy. Anh đang đây, chỉ báo qua anh đang đi lửa đường rồi thì anh thế cho mày gọi điện anh phải vào về luôn. Em vừa gọi nó giật đánh em luôn mà. Điện thoại đâu? Điện thoại nó giật rồi. Nó giật luôn rồi. Nó răng rồi à? Nó răng nó cầm đi luôn rồi. Thế bây giờ lấy hết cả điện thoại mình đi à? Vâng. Thế sao không đuổi theo chúng nó à? Thế đuổi em đỡ thằng này, nó chuẩn bị lên thì nó đi rồi, em chưa đuổi kịp đi. Trời máu rồi. Muốn lại thật đấy, bọn này chắc chắn là bọn này âm mưu với nhau là thủ đoạn gì rồi. Thế mà nó ở đây nó lấp vào anh mình đâu biết. Mẹ cay thật sự đấy. Nó lấp kỹ đấy nhở. Nó chả kỹ. Không để ý được, mình không biết được, cái gì nó trốn, lúc nó trốn một nơi. Bây giờ nhá, anh em mình có khi anh em mình phải trình báo lên công an thôi. Vâng. Anh đang đi lửa đường, anh đang lên gần tới công an rồi thì chúng mày gọi điện cho anh cái anh còn về luôn. Thì đấy em đang định đi đuổi thì anh quay về đây này. Nó mới chạy được một đoạn thôi. Và không biết là nó trốn ở đâu rồi. Bây giờ nó đi trốn mất rồi thì tìm cái đéo nào được nữa. Giờ trốn ở đâu rồi ấy anh ạ? Mày phải xem con chị của mày đấy với cả bố mày đấy, bây giờ ý mày như nào? Em không biết nữa. Mày đâu... bảo với anh là để em xem, em về em nói chuyện, em khuyên với cả là em thế loại thế kia. Nhưng mà bây em giờ mày có khuyên được không? Em khuyên chị Thư còn nghe em đâu, chị Thư cứ chửi em đi. Thế bây giờ nếu mà không khuyên được ấy thì tao lộp đơn kiện đây công an nhá. Vâng. Bố mà chạy đi luôn. Bây giờ chị em bố em như thế rồi, anh cứ làm việc đi, báo công an này kia đi. Chứ em thấy chị em cũng quá đáng lắm rồi. Chắc chắn là tao phải lộp. Bây giờ bố mẹ mày ấy, với cả chị mày ấy, bây giờ làm ảnh hưởng đến gia đình nhà tao như thế tao đéo chịu được đâu. Mày xem bây giờ tao vừa mới xuống đây tao tìm ấy, tao bắt được con chị mày này với cả bố mày này dẫn nhau vào đây này, trốn ở trong đây này. Hôm qua là bắt được rồi, hôm nay là trốn ở ngoài này này. Bố mày đánh tao luôn đấy nhá, tao nhớ rồi, tao báo công an luôn. Mày không sao? Không sao thôi. Bây giờ anh em xem làm nào đi tìm chúng nó thế nào, chúng nó chạy lối nào. Chứ bây giờ ở đây mà xoa bóp với nhau thì đến Tết à? Nó vừa chạy đâu nào? Nó vừa chạy ra đường này, không biết là đi đâu nào thôi anh ạ. Chạy thế nhở? Lấy xe đi, để tao xem ra kia nào. Nó chạy lâu chưa? Nó mới chạy cho được 50 phút đây thôi anh ạ, nhưng mà em biết đi đường nào ấy. 50 phút thì mẹ lừa nó chạy mẹ đi, mẹ mất rồi. Là vì đi tìm anh ạ. Bây giờ tìm kéo biết tìm ở đâu đâu. Điện thoại để cho nó lấy mất cả bao nhiêu cái dữ liệu của anh, cả cái video của anh để trong đấy. Thì đây em biết đâu em vừa lỗi ra em của anh để anh xuống đây mà nó giật luôn rồi. Chưa kịp nói gì nó đã giật luôn. Thứ hai tháng không làm gì được nó. Không, ba bố con nó đánh em mà. Lúc đấy anh làm gì không cẩn thận vào cho nó giật điện thoại. Chạy đi, để cho nó đánh thế à? Đúng rồi, không chạy được ba bố anh vây em đánh em thì em không chạy được ấy chứ. Hai tháng chúng mày mà không làm gì được. Hôm nay em hiểu rồi, chúng mày kiểu gì? Thằng này chưa gì nó xuống nó sợ sợ rồi, để làm nó nói rồi. Lúc ấy mày phải căng lên như này. Bây giờ mày sợ làm cái gì, sợ bố con nhà nó, bố con nhà nó chả đi cho. Của mình nghe nó sao đỡ được ba bố con nhà nó, thằng này sợ sợ đánh nó nằm luôn tại chỗ. Sợ làm gì? Bây giờ báo công an là công an người ta xuống người ta điều tra cho là họ bọn này theo mà đi lên công an mà ngồi tù. Sao phải sợ? Điện thoại anh cầm mất tiêu rồi, bao nhiêu video của nó. Dữ liệu đó cơ. Bao nhiêu dữ liệu của anh ở trong đấy đấy em ạ. Thế bây giờ nó xóa đi thì làm nào? Đấy giờ nó lo à. Nhưng mình có mật khẩu không bạn? Sợ nó phá nó nhỉ? Nó ra quán thì mình nó bán mẹ cả máy đi thì mất cả điện thoại lẫn cả dữ liệu. Mật khẩu thì nó bán mẹ cả máy đi, mất cụ máy đi thì bây giờ đéo làm nào được. Giờ ngu quá này.
hộ mẹ mày. Bây giờ tao nói thật mày luôn này, cái hôm ấy mà ấy thằng Quang kia nó ghi gùa cổ anh đã tha nó rồi đấy, anh chưa muốn báo công an luôn đâu. Hôm anh sang nhà mày thì anh thấy bố mày là mang đồ đi xuống đây này, thì anh đi theo cái anh thấy có Thư với cả thằng Quang đang lớp ở đây nhá, anh đuổi vào thì anh chạy vào anh đuổi chứ, thì thằng Quang bật luôn ra ngoài đường, trốn ngoài đường rồi. Thằng đấy quá đáng quá ấy, thì anh báo công an luôn cho công an làm việc luôn. Báo công an rồi, nhưng mà công an người ta bảo là nửa tháng đến một tháng người ta mới làm việc được, người ta phải có thời gian người ta điều tra. Chứ bây giờ nếu mà theo ý của mày là bảo là thôi anh cứ bình tĩnh anh giải quyết thì tao đéo bao chịu nữa đâu. Bây giờ không bình tĩnh gì nữa là cứ phải trình báo công an đấy. Mày xem nó đánh cả Mạnh với cả đánh bao nhiêu thằng người trong gia đình như mình như này. Bình tĩnh là thôi. Anh biết cả người thế này bây giờ mày ý mày như nào? Em không biết nữa, bây giờ mẹ không biết là được à? Chứ bây giờ gia đình nhà mày đánh người khác, bây giờ mày là con trong gia đình mày không khuyên được bố mày à? Rồi. Mày phải lên công an luôn, mày trình báo luôn. Chứ anh em tao nói là một chuyện, mày là con mày báo luôn. Còn là bây giờ nếu mà mày không giải quyết được ấy, thì tao cứ lên trình báo thôi. Vâng. Còn đến lúc nào ấy gia đình nhà mày bị làm sao ấy, thì mày đừng có mà khuyên, đừng có mà thế nọ thế kia, đừng có mà bảo tao một cái câu gì. Trong đến lúc đấy này lại bảo là anh em với nhau. Tao bị mẹ lúc tao báo công an, lúc công an người ta mà bắt lên nhá thì đừng có mà bảo tao là không phải là anh em không chơi nhau nữa. Vâng, để em về xem lại bố em xem nào. Bây giờ tao bảo mày là về mày xem ấy, bố mày để tiền ở đâu. Một là bây giờ mày khuyên bố mày trả tao tiền. Vâng. Hai ấy, là bảo bố mày là đầu thú. Vâng, nên em xem về khuyên bố em, nói chuyện với bố em mà nhỉ. Tao gọi điện cho bố mày ấy, bố mày không nghe đâu, cả con Thư nữa, bây giờ con Thư khóa sim rồi. Bây giờ ấy, bố mày cũng là người lớn tuổi rồi, đéo phải là trẻ con ấy đâu. Mà đi hùa theo con chị mày lấy tiền nhà tao nữa. Đéo hiểu bố mình nghĩ kiểu gì. Tất cả bây giờ anh nghĩ là do cái thằng Quang kia kìa, nó xúi kìa. Thằng Quang kia nó xúi kìa, thằng kia nó xúi là bác Thắng mới như thế. Chứ bình thường bác Thắng có như thế đâu. Đéo, con cái thằng chó ấy, phải cho đi tù ngọt gông luôn anh ạ. Bắt được nó phải dã một trận này. Loại phải nó cho đi chung thân. Bây giờ ấy, anh em mình gặp nó, anh em mình không việc gì phải đánh nó. Bây giờ đánh nó lăn vạ nó kiện thì anh em mình phải đầu phải tai đấy, không đơn giản đâu. Ừ. Bây giờ thì mẹ mày cứ gặp ở đâu ấy, bắt nó lên ngoài là xong. Bắt nhưng mà thằng này cũng ma danh lắm anh ạ. Thì bắt chứ làm sao, bây giờ không bắt được cái thì lúc nào nhìn thấy nó có ông em người ta cũng xuống. Không bao giờ thằng này động chạm gì ấy, thằng này một lần nào nữa. Thằng này mà cứ động chạm người nó là nó ăn vạ thì mình đéo làm gì được nó đâu. Ăn vạ nhưng mà nó đánh em cày lắm chứ. Bây giờ mà đánh nó lại thì bây giờ nó báo công an thì bây giờ làm nào? Thì bây giờ mình ấy cứ mà nó gì ấy nhéo. Bây giờ nó ăn vạ thì mình làm nào? Thôi chịu thêm cày đi về. Cày nào bây giờ về hỏi ý kiến mẹ rồi là xem như nào để báo công an. Bây giờ về đi hiểu mẹ anh ạ. Bây giờ mẹ luôn. Thôi bây giờ về sắp xếp xem như nào báo công an. Chở xe này. Vâng. Áo kìa. Đây. Rồi anh em đi qua lên công an luôn anh. Về về tao hỏi xem mẹ ý kiến mẹ như nào đã, nói chuyện mẹ đã.